Trận chung kết LCK mùa xuân 2022 đã kết thúc với chức vô địch thứ 10 dành cho Faker cùng đồng đội. Chiến thắng ấy tôn vinh sự nỗ lực, quyết tâm và sự xuất sắc tới từ toàn bộ tập thể của T1. Nhưng MVP trận đấu thì chỉ có một và nó thuộc về người thể hiện sự tiến bộ hơn cả để đưa đồng đội tới chiến thắng. Honor, người được mệnh danh là cánh tay phải tiếp theo của Quỷ, sẽ là nhân vật chính trong hồ sơ tuyển thủ số ngày hôm nay. Trước khi bước vào nội dung chính thì nhớ để lại like và subscribe cho Hoàng Sama đấy các bạn nhé. Xuất thân của Honor cũng giống như bao tài năng trẻ khác từ lò đào tạo T1 như Gumayushi hay Zeus. Nhưng cái tên Honor lọt vào mắt xanh của đội ngũ ban huấn luyện T1 thì phải bắt đầu từ khi chương trình LOL The Next 2020 kết thúc. Cùng với Zeus, Budon và Ophelia là những cái tên nổi bật được dành rất nhiều sự quan tâm khi ấy. Nhưng phải mãi tới mùa hè 2021, cơ hội của Honor mới thực sự rõ ràng khi phong độ của Elim đi xuống trầm trọng từ khi kết thúc giai đoạn mùa xuân. Còn T1 khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Danny vẫn điên cuồng xoay tô đội hình nhằm tìm ra một lineup mạnh mẽ nhất. Cơ hội được chia đều cho cả Honor và Kirk khi ấy. Dễ dàng nhận thấy khi theo dõi T1 thi đấu ở mùa hè 2021, mỗi khi xuất phát với Honor, T1 luôn cho thấy khả năng áp đảo ngay trong những phút giây ban đầu bằng những chất tướng tấn công của người đi rừng trẻ tuổi này. Trái ngược hoàn toàn với khả năng kiểm soát với những chất tướng đa dụng vốn đã trở thành thương hiệu của Kirk. Chính vì yếu tố này mà khi meta mùa hè thay đổi, những tướng đi rừng phải có tác động nhiều hơn trong giai đoạn ban đầu. Honor luôn có những màn thể hiện nổi trội hơn so với ngày đàn anh. Để rồi chiếu luôn suất đánh chính từ khi T1 quyết định sa thải Danny. Nửa cuối giai đoạn vòng bảng và đặc biệt là hai kèo đấu BO5 trước Lipsabox và Genji Esports phô diễn toàn bộ tiềm năng cũng như phong độ xuất sắc của Honor và lý do tại sao T1 lại lựa chọn Honor chứ không phải là một cớt dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Hủy diệt đối thủ đầy khó chịu Lipsabox với tỷ số 3-0, hãy lật ngược thế cờ đầy ngoạn mục sau khi để thua ván 1 trước Genji Esports. Những trận thắng ấy đều có phần công lao rất lớn của Honor khi khả năng tấn công của anh chàng luôn đem về những lợi thế to lớn trong giai đoạn ban đầu dành cho T1. Với lối chơi đã được cải thiện rất nhiều so với giai đoạn trước, không quá khó hiểu với quyết định trao suất đánh chính dành cho Honor, kể cả khi T1 vẫn không thể vượt qua chướng ngại lớn nhất đã buộc Kia hùng mạnh ở thời điểm đó. Nhưng đã là một giai đoạn mùa hè quá đỗi thành công dành cho người đi rừng trẻ tuổi từ T1. Một cách tương đối lãng phí, người đang vòng ra từ phía sau lưng hình như là Olaf thì muốn rút lui về nhanh không, đó là Hu Công, góc xoay quá đen với cả 5 người, Kennen lao vào gây sát thương tuyến sau mini và đẩy văng ra. Honor làm quá tốt khi sát đao ngay lập tức được còn Edwill, xoáy được một mình Budon đến từ Faker và gây sát thương vào đối thủ. Kana lùi về được với một máu nhưng họ cần phải về. Honor bấm lồng đèn và về an toàn, đó lại là một tình huống đổi lời đến từ bên phía của T1. Bước đến với chung kết thế giới 2021 và cũng là lần đầu tiên cậu trai sinh năm 2002 được chơi trong một sân khấu thế giới. Bỡ ngỡ là điều không thể tránh khỏi và nó thể hiện rõ ràng nhất qua trận lượt đi của T1 trước S của Gaming ở giai đoạn vòng bảng. Seagull của Honor bị EDG đọc hướng di chuyển quá nhiều trong giai đoạn ban đầu, dẫn đến khả năng tấn công của anh chàng bị hạn chế, khiến Honor thi đấu như người vô hình ở ban đầu đó. Nhưng kể từ sau ván thua ấy, Honor cũng như T1 lột xác hoàn toàn để thắng toàn bộ các trận đấu còn lại, bao gồm việc họ trả thù thành công trước S của Gaming bằng một con Poppy cực kỳ khó chịu của Honor. Băng băng tiến tới giai đoạn playoff bằng một phong độ vô cùng hủy diệt. T1 tiếp tục có được chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 ở kèo đấu tứ kết với Hàn Quốc Esports. Một ván đấu mà Honor nói riêng và toàn bộ tập thể T1 nói chung không cho Chovy cùng đồng đội bất cứ một cơ hội nào. Những la thăm may rủi đã đưa T1 cùng nhánh với hai đối thủ cùng khu vực và vật cản tiếp theo dành cho Honor cùng đồng đội là một Damwon Kia chưa để thua bất cứ một game đấu nào tại chung kết thế giới năm ấy. Trước trận đấu, ai ai cũng nói rằng đây là trận chung kết sớm của giải khi cả T1 và Damwon Kia thể hiện độ hủy diệt của mình trước các đối thủ. Bản thân Honor cũng có lần tái đấu với Kanien, siêu sao đi rừng luôn được coi là số 1 thế giới trong suốt những năm trở lại đây. Người luôn gieo sầu cho Honor mỗi khi hai đội chạm mặt nhau trong các kèo đấu BO3 hay BO5. Mặc dù T1 của Honor cũng đã có những bài vở đặc biệt để đối đầu với đội được coi là hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, và bản thân người đi rừng của T1 cũng không quá lép vế trước Kanien như những kèo đấu trước đây. Nhưng như vậy là chưa đủ để giúp cho T1 cản bước DK. Họ tiếp tục nhận chiến thắng khi thua sát đuốt 2-3. Nhưng với một đội hình trẻ trung, ai cũng hiểu tiềm năng của những Honor, Kumayushi hay Kyria là vô cùng lớn, và chắc chắn việc lọt vào bán kết của một kỳ chung kết thế giới mới chỉ là bước khởi đầu. Oh,
court. Keep your eyes on Baker, that frozen tomb. The path into the backside. Instantly, the Rakan getting things kicked off. Khan and everyone's now moving in. Advance goes down. Yathwar getting things started. And here comes Baker on the backside, waiting for the perfect ultimate. In the meantime, Danwal Kia getting things kicked off. Another knockup coming in from Khan to the Oslo. Two clutch. Barrel still coming out. Showmaker still alive. Khan still alive. Baker trying to finish the job. Showmaker running for his life. He's juking. He's diving. He's finding a way. Albagumi Yushi comes in with the bullet to find the kill. T1 on the knife's edge. Khan still standing. So much lifesteal, but it will not be enough. T1 take the fight. Honor and Baker standing strong. It's a bloodbath at the Dragon. Trở về sau chung kết thế giới 2021, Sigua là đội hiếm hoi tại LCK giữ chân được hầu hết các trụ cột, ngoại trừ trường hợp của đường trên Kana, khiến ban lãnh đạo Sigua buộc phải có sự bổ sung Zeus. Đường trên mới chỉ đánh chính vài lần ở mùa xuân 2021. Sự thay thế có vẻ hơi bất đắc dĩ tại thời điểm đó, tưởng chừng như sẽ là yếu huyệt của những nhà đương kim Á quân. Tuy nhiên, nếu các bạn là người theo dõi thường xuyên xếp hạng đơn hàn ở mùa giải năm nay, có thể thấy rõ ràng tần suất duo giữa Honor và Zeus là rất cao. Thường xuyên bắt gặp hai tuyển thủ này bắt cặp cực kỳ ăn ý trong các trận đấu xếp hạng. Việc liên tục chơi chung với em út của đội khiến khả năng phối hợp của bộ đôi top rừng nhà T1 trở nên vô cùng mạch lạc. Đây cũng là một trong những điểm sáng giúp cho T1 luôn có được ưu thế cực kỳ lớn ở cánh trên mỗi khi Honor chăm sóc tận răng cho cậu em út Zeus của mình. Bên cạnh khả năng phối hợp cực tốt với thân binh của T1, Honor còn cho thấy sự ăn ý đáng kinh ngạc với Faker, khiến người ta không khỏi liên tưởng anh với huyền thoại của đội tuyển, cánh tay phải đắc lực của Quỷ Vương ở giai đoạn trước, Bengi. Trong chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của T1 ở mùa xuân năm nay, có quá nhiều ván thắng mà Honor cùng Faker phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý ở giai đoạn đầu hay giữa ván đấu để mang về những lợi thế to lớn dành cho đội tuyển này. Cầu thủ quan tâm lớn hơn đó là Baron không tới kịp. Faker lao tới xích thành công, buộc phải dùng lôi thần để bỏ chạy. Chân cuối cũng được sử dụng nhưng Roko quá thấp máu rồi. Và anh ta dính xong vòng vụn cước nằm xuống phía bên này. Đô lao vào chặt Zed. Zed vẫn còn tốc biến để có thể chạy. Đô cũng tốc biến, cả hai tốc biến cân như cùng một thời điểm mà pha solo kill thành công dành cho Zed. Honor vẫn đang bơi thẳng vào căn cứ của đối phương đang chờ đợi cơ hội. Xong vòng vụn cước bay vào tìm kiếm Ice và pha tốc biến móc Manel cũng thành công. Quách ra kill đang chờ đợi nhưng Kuma nhặt nhẹ cái mạng thứ tư. Và đường giữa cộng với ván đấu dành cho T1. Trong tổng cộng 9 vị tướng mà Honor sử dụng trong xuyên suốt mùa xuân 2022, có lẽ Lee Sin là vị tướng mà Honor để lại nhiều dấu ấn nhất. Ở giai đoạn trước chúng ta có chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của Lee Sin trong tay Canyon, nhưng quả thực tay thu bù trong tay của Honor ở mùa xuân 2022 là một thứ gì đó rất đáng sợ với các đối thủ phải chạm trán T1. Như lời phát biểu đầy tự tin của người đi rừng T1 trước trận chung kết với Gen Z Esports của Peanut: "Lee Sin của tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với anh ấy, ám chỉ Peanut. Quả thực trong xuyên suốt 4 ván, Gen Z không cấm thì phải lựa chọn để hạn chế bớt sức mạnh tới từ combo người tướng này. Với việc đó là T1 hoàn toàn biết được điều gì có thể xảy ra với mình thì họ phản ứng rất là nhanh chóng, và đó lại là một cú combo rất mượt mà nữa đến từ con Lee Sin của Honor, và Keda cũng đã có một pha cứu nguy rất tốt trong. Mặc dù đâu đó vẫn có những điểm hạn chế cần phải khắc phục như khả năng trừng phạt hay những pha 50-50 cần sự tỉnh táo và bản lĩnh, nhưng nhìn chung kể từ khi Bengi giải nghệ, T1 bây giờ mới tìm thấy một người đi rừng chất lượng, có độ ăn ý với không chỉ với Faker mà còn là toàn bộ các cá nhân khác của đội tuyển này. Độ đột biến và bùng nổ ở những thời khắc quan trọng là sức mạnh đáng sợ nhất của Honor thể hiện trong xuyên suốt mùa giải mùa xuân 2022. Mà minh chứng rõ nét nhất là ván Viego hoàn hảo ở game 4 trước Gen Z giúp Honor ấm trọn giải thưởng MVP của trận chung kết. Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của cậu trai sinh năm 2002. Sự cố gắng và nỗ lực trong xuyên suốt một năm qua của Honor cuối cùng đã có những trái ngọt đầu tiên. Càng đáng khen ngợi hơn khi chúng ta được biết trước trận chung kết, người đi rừng của T1 xuất hiện triệu chứng Covid-19 và gần như kiệt sức khi chỉ ngủ được vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Nhưng anh cùng tập thể T1 vẫn xuất sắc đánh bại Super Team Gen Z Esports để có lần thứ 10 lên ngôi tại LCK. Đây là chuẩn bị của bụi cỏ dịch điện này. Pha dịch chuyển đến từ Faker và Zed bắt đầu lao vào. Faker đang di chuyển liên tục. Genji biết pha dịch chuyển này, nhưng vấn đề là họ chạy đi hướng nào. Faker bắt đầu tốc biến hôn gió thành công. Và đó là Chovy, đó là Binet đang bị giữ chân lại. Sau đó Chovy đang cố gắng chuyển sát thương của ta chẳng đáng là bao cả. Double kill dành cho Honor. Phía bên ngoài thì Binet đá Honor nhưng chẳng có bất kỳ một tác dụng nào cả. Đây có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng của trận chung kết LCK mùa xuân năm 2022 rồi. Binet vẫn đang bị lùa bởi Honor và pha hôn gió lẫn án tử không thành công. Chovy là người cuối cùng đang ngăn chặn T1 đứng trước nhà chính của Genji, nhưng anh ta cũng bất lực mà thôi. Chỉ còn lại một trụ bảo vệ, chính xác hơn là một cơ hội cuối cùng cho bên phía Genji để có thể ngăn chặn pha dứt điểm đến từ bên phía T1. Lính đang tới. Honor vẫn đang dí. Khoảnh khắc lịch sử mà T1 đang không cho tôi cái cảm xúc dân trào nào cả. Và họ đã hoàn thành được mùa giải hoàn hảo của mình, trở thành đương kim vô địch LCK đại diện cho Hàn Quốc tại MSI 2022.
Phượng Hoàng của Hàn Quốc, Phượng Hoàng của LCK đã chính thức tái sinh. Chức vô địch LCK mùa xuân 2022 sau chuỗi 20 trận thắng liên tiếp chắc chắn mới chỉ là khởi đầu cho những kỳ vọng của Honor nói riêng và tập thể C1 nói chung ở mùa giải năm nay. Trước mắt, mục tiêu sẽ là MSI hay xa hơn là mùa hè và chung kết thế giới 2022 khi Honor cần có những danh hiệu để xứng đáng hơn với danh xưng cánh tay phải thế hệ tiếp theo của Quỷ Vương. Các bạn cảm thấy như thế nào về người đi dựng hiện tại của C1? Liệu Honor có tiếp bước Becky để giúp Faker cũng như tập thể C1 gặt hái thêm những danh hiệu trong năm 2022? Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên ủng hộ Hoàng Sama bằng cách nhấn like và subscribe đấy nhé. Cho mình biết các bạn muốn mình làm về ai ở số hồ sơ tuyển thủ tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.